Diễn viên 83 tuổi ăn mừng khi biết bạn gái kém 54 tuổi mang thai con mình. Al Pacino, tài tử gạo cội sinh năm 1940 của phim Bố Già vui mừng thông báo khi xác định cái thai trong bụng bạn gái 29 tuổi là con mình. Cách đây ít ngày, Al Pacino, 83 tuổi và bạn gái 29 tuổi Noah Alfala thông báo họ sắp có con. Đây là con thứ 4 của tài tử sinh năm 1940. Lần nào biết mình sắp làm cha tôi cũng cảm thấy đặc biệt, nhưng lần này đặc biệt hơn cả, diễn viên gạo cội chia sẻ với Daily Mail. Al Pacino có con gái lớn, 33 tuổi với Zendarin và cặp song sinh 22 tuổi Olivia và anh chồng với Beverly D'Angelo. Nam diễn viên cho hay chưa biết giới tính của người con thứ 4 sắp chào đời. Trước đó, trang TMZ không tin nam diễn viên có thể làm Alfala mang thai khi đã ở tuổi 83 và yêu cầu Al Pacino đưa ra bằng chứng xác thực. Ông chính là cha của đứa con trong bụng bạn gái kém 53 tuổi. Tuy nhiên, đại diện của ngôi sao từng giành Oscar từ chối phản hồi về việc Al Pacino phải kiểm tra huyết thống. Một số trang tin thậm chí còn thông báo Al Pacino và bạn gái đã chia tay. Song một nguồn tin thân cận với nam diễn viên xác nhận với Pitsix rằng họ vẫn ở bên nhau. Al Pacino và bạn gái sinh năm 1994 bị bắt gặp lần đầu đi ăn tối cùng nhau tháng 4/2022. Tại thời điểm đó, một số nguồn tin xác nhận với Pitsix rằng họ đã bí mật hẹn hò khi dịch COVID-19 hoành hành trước đó khá lâu. Trước Al Pacino, Noah Alfala chỉ hẹn hò với đàn ông lớn tuổi giàu có, trong đó có ca sĩ Mick Jagger và tỷ phú Nicholas Bergruen. Cô mê mệt Al Pacino ngay sau khi gặp ông. Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề dù ông ấy còn lớn tuổi hơn cả bố Noah Alfala, một nguồn tin cho hay.